cậu ấy đang muốn kết hôn thật nhanh. Bạn trai cậu ấy cũng muốn thế. Nhưng mà dù thế nào thì cũng khó mà đặt chỗ để tổ chức lắm phải không ạ? Anh có nghĩ đám cưới đôi sẽ rất vui không? Cứ chờ xem, Yuga ơn. Hãy tận hưởng hạnh phúc khi còn có thể. Vì sớm muộn gì, nó cũng sẽ vỡ thành hàng triệu mảnh thôi. Mirana! Cô ấy là nhân viên của tôi. Tôi đến bảo lãnh cho cô ấy về ạ. Giám đốc à, thật ra em không làm gì sai cả. Mụ điên này túm tóc em trước đấy. Đau quá. Anh Trung Ngu, anh đã nói hãy kiên nhẫn mà, chỉ một chút thôi. Không được.